Chào các bạn, mình là Sơn và trong cái video này thì mình sẽ trình bày một cái vấn đề đó là chain rule. Thì đây là cái quy tắc chuỗi. Quy tắc chuỗi là một công thức để mà chúng ta có thể tính được đạo hàm của các hàm tổng hợp. Hàm tổng hợp là các hàm mà bên trong nó lại bao gồm các cái hàm khác. Ví dụ như các bạn nhìn ở đây, hàm h này chúng ta bên trong có nó hàm g đúng không? Hàm g bên trong là x này. Đó, như vậy đây là một hàm tổng hợp. Hay là cái ví dụ bên đây đúng không? Hàm a bên trong có hàm b. Trong hàm B lại có hàm C đúng không? Đó là các hàm tổng hợp. Thì chúng ta phải áp dụng quy tắc chuỗi để mà tính đạo hàm của các cái hàm này. Thì chúng ta đi tính đạo hàm thì ở trong những cái video trước thì mình đã trình bày là các bạn đi tính đạo hàm để làm gì rồi đúng không? Chúng ta sẽ có ví dụ như là trong cái việc mà tối ưu lại cái hàm cost function của chúng ta và update lại weight, chúng ta có một cái kỹ thuật đó là gradient descent đúng không? Nó phải tính đạo hàm. Đó, đó là những cái chỗ mà chúng ta sẽ áp dụng. Thì đạo hàm của hàm tổng hợp chính là bằng đạo hàm của cái hàm bên ngoài nhân với đạo hàm của cái hàm bên trong. Ví dụ ở đây chúng ta có cái hàm hgx này này, được chưa? Hàm fx thì nó đạo hàm tổng hợp là chính là đạo hàm của hàm f này, được chưa? Đạo hàm của hàm s với cái dx này, với cái x theo x thì chính là bằng đạo hàm của hàm h theo g nhân với đạo hàm của hàm g theo x, được chưa? Bằng đạo hàm bên ngoài nhân với đạo hàm của hàm bên trong. Đó. Ở đây thì mình sẽ làm nó rõ ràng hơn một chút, đó là chúng ta có hàm fx gồm hai hàm, đó là hàm hx và hàm gx. Trong đó hàm hx bằng x mũ 3 và hàm gx bằng x bình. Chúng ta có fx chính là bằng x bình tất cả mũ 3. Nếu mà chúng ta thay hx và thay gx bằng một con số cụ thể để mà các bạn dễ hiểu hơn. Được chưa? Thì như ở cái phần trước mình đã nói này, đạo hàm của nó được tính như thế này đúng không? Theo quy tắc chuỗi. Thì chúng ta có đạo hàm của f theo x chính là bằng đạo hàm của h theo g nhân với đạo hàm của g theo x, và chúng ta thay các con số vào thì chúng ta có thứ nhất là các bạn nhìn ở đây nhé, để ý ở đây này, chúng ta có này g thì bằng gì? G thì bằng x bình đúng không? Đạo hàm của h theo g thì chính là đạo hàm của h theo x bình này đúng không, nhân với lại đạo hàm của g theo x, được chưa? Đây đạo hàm của g theo x. Và chúng ta có đạo hàm của g theo x thì bằng cái gì? Đạo hàm của g đây đúng không? Đạo hàm của g bằng x bình đạo hàm. X bình đạo hàm thì chúng ta áp dụng cái công thức đạo hàm x phẩy x mũ alpha đạo hàm thì chính là bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ 1 đúng không? Đây, chúng ta có x bình đúng không? Thì chúng ta đạo hàm thì chính là bằng 2x. Cái phần đạo hàm này thì mình không nói nhiều nữa bởi vì là các bạn đã học từ hồi cấp 3 rồi. Thì đạo hàm của hàm g theo x thì bằng 2x thì mình sẽ lưu lại là bằng 1 ở đây. Được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ tính tiếp cái đạo hàm của cái hàm h theo g. Thì ở đây thì mình sẽ phải đặt cái gx bằng b để mà đặt tạm nó bằng b để mà chúng ta đi tính đạo hàm. Thì nếu mà bởi vì cái hàm gx này là bằng x bình này, mình thay cái x bình này bằng b ấy, thì suy ra là nó còn b mũ 3. Mà b mũ 3 ấy, thì chúng ta lấy đạo hàm thì nó sẽ được là 3b bình. Vì sao? Bởi vì nó hạ 3 xuống đây là 3 nhân với b đúng không? 3 trừ đi 1 thì có nghĩa là bằng 2. Như vậy là chúng ta có đạo hàm của h theo g thì bằng 3b bình. Được chưa? Mà chúng ta đã tạm đặt cái x bình này này bằng b để mà chúng ta nhìn nó cho nó dễ để tính thôi. Thì nếu mà chúng ta thay cái x bình này vào thay cái b này thì chúng ta sẽ được là 3 nhân với lại 3 này mở ngoặc lại x bình đóng mở ngoặc tất cả bình. Được chưa? Thì suy ra chúng ta sẽ được là cái biểu thức này nó sẽ là 3x mũ 4. Như vậy chúng ta được cái kết quả của cái hàm đạo hàm của h theo x bình hay là theo g ấy thì nó bằng 3x mũ 4. Theo quy tắc chuỗi, đạo hàm của hàm tổng hợp bằng đạo hàm của các hàm thành phần chính là 2x nhân với lại 3x mũ 4 đúng không? Nhân lại của các cái hàm thành phần thì chúng ta có kết quả được như thế này, và chúng ta nhân vào thì chúng ta sẽ có được là bằng 6x mũ 5. Đó. Thì đây là cái quy tắc chuỗi mà mình muốn đề cập đến cho các bạn, hay là một cái ví dụ khác nó có nhiều hàm hơn. Đó là cái hàm fx này của hàm a nhân b nhân c đúng không? Các cái hàm lồng nhau. Thì chúng ta cũng áp dụng quy tắc chuỗi thì chính là bằng đạo hàm của a theo b, đạo hàm của b theo c và đạo hàm của c theo x. Và chúng ta cũng nhân nó ra thôi.
Đây các bạn nhìn hình nhân này. Đạo hàm của C theo X chính là bằng C phẩy X này. Đạo hàm của B theo C đúng không? Chính là bằng B phẩy mở ngoặc C này. Đó. Đạo hàm của A theo B đúng không? Chính là bằng BCX ở đây này. Đó. Và tất cả đạo hàm của hàm tổng hợp thì bằng tích của ba cái này lại nhân với nhau. Đó. Và bây giờ mình sẽ làm chi tiết hơn với AX bằng sin X và BX thì bằng X bình. CX thì bằng 4X, được chưa? Thì chúng ta tương đương với cái việc là A đạo hàm của hàm A này, đạo hàm hàm B này, đạo hàm hàm C đúng không? Đạo hàm của sin thì bằng cos đúng không? Đạo hàm X bình thì chính là bằng 2X và đạo hàm của 4X thì chính là bằng bằng 4. Như vậy là chúng ta áp dụng các cái quy tắc bình thường thôi. Các bạn thay thế vào ở đây chúng ta có F phẩy này, mình thay vào thôi nhá. Mình thay này, C phẩy X, C phẩy X. Các bạn nhìn cho C phẩy X thì bằng 4 đúng không? Các bạn nhìn này, nhân với 4 này đúng không? Như vậy chúng ta có C phẩy X bằng 4 ở đây này. Đó. B phẩy 4X. 4X là cái gì? B phẩy này nhân với lại CX mà chúng ta có CX thì bằng 4X ở đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, mà cái B phẩy này mở ngoặc này CX thì có nghĩa là đây B phẩy mở ngoặc 4X, mình chỉ thay CX vào đây thôi mà, đúng không? Đó, B phẩy 4X này. Đây cũng tương tự nhá. Ở đây chúng ta có A phẩy mở ngoặc B mở ngoặc C này. Đó, mà chúng ta biết được rằng ấy B là bằng X bình ở đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? B thì bằng X bình. Chính vì B bằng X bình nên suy ra là X ở đây thì chính là cái CX này. Như vậy chúng ta có 4X đóng mở ngoặc tất cả bình nhân với A phẩy đúng không? Thì thay các con số vào thì các bạn có thể thấy như ở đây. Ví dụ như là C phẩy X thì tương đương C phẩy thì bằng 4 đúng không? Đó thì chúng ta có 4 ở đây đúng không? Tiếp theo là B phẩy 4X. B phẩy 4X. B phẩy 4X. B phẩy thì bằng 2X đúng không? Đó thì suy ra mà X thì chính là bằng 4X ở đây này. Thì suy ra chúng ta có 2 nhân với 4X. Được chưa? Tiếp theo đó là A phẩy bằng cos X. Thì ở đây chúng ta có X là cái bên trong ngoặc này này, là 4x bình ấy. Như vậy là cos x a phẩy thì bằng cos x là cái cos của 4 trong đấy. Và chúng ta biến đổi một số biến đổi thôi, bình phương, ví dụ như cos 4x bình phương thì chúng ta 4 4 4 16 đúng không? Như vậy chúng ta có 16x bình nhân với lại đây hình mở ngoặc ra 2 x 4 bằng 8, 8x nhân vào. Chúng ta lại nhân tiếp 8 với 4 thì bằng 32. Như vậy chúng ta có đạo hàm của hàm tổng hợp bằng cos 16x bình nhân với 32x. Đó là cái quy tắc gọi là chuỗi, được chưa? Và mình có một bài tập cho các bạn là tính đạo hàm của các cái hàm hợp sau. Fx thì bằng sin nhân với mở ngoặc x bình cộng 1. Được chưa? Các bạn hãy comment cái kết quả của cái phép tính đạo hàm này vào dưới phần comment để mình sẽ xác nhận lại. Ok, cảm ơn các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua cái khóa học nâng cao của mình để có được nhiều cái kiến thức chuyên sâu hơn. Ví dụ như các kỹ thuật liên quan đến xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và một số các kiến kiến thức liên quan đến machine learning. Ok, cảm ơn các bạn.